Xin chào mọi người đã đến với kênh của Nhi. Thì hôm nay Nhi lại nấu món chay cho bữa cơm gia đình, đó là tàu hũ kho nấm oyster hay còn gọi là nấm hào. Thì với món tàu hũ kho nấm này, cái nấm hào ăn nó dai, ăn cùng cơm nóng rất là ngon. Thì các bạn hãy vào bếp làm cùng với Nhi nha. Và các bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của Nhi mà chưa đăng ký kênh của Nhi á, thì hãy đăng ký kênh của Nhi nhé, và nhấn chuông theo dõi những video mới nhất từ kênh Nhi nhé. Và đây là những phần nguyên liệu để mình làm món tàu hũ kho nấm ngày hôm nay. Và đây là tàu hũ non, tàu hũ tươi á, Nhi dùng là 2 miếng, là mỗi miếng có trọng lượng 400g là 800g. Và mình đi cắt những miếng tàu hũ này ra thành 5 miếng nhỏ để mình chiên á. Và Nhi cho dầu vào, và dầu đã nóng rồi thì mình thả tàu hũ vô mình chiên nha các bạn. Và mình chiên thì mình cũng chiên cho đến tàu hũ nó vàng đều hai mặt á, thì mình lấy tàu hũ ra. Và đây là nấm oyster, nấm hào á, thì Nhi dùng là 200g tới 300g nấm. Và mình cho vô thau, và Nhi cho vào 1 muỗng ăn canh bột và nửa muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình đi rửa nấm, thì mình rửa qua dưới nước lạnh. Mình rửa đến mình rửa xong rồi mình xả nước lại đến khi nào mà cái nước nó trong thì được rồi. Và mình vớt ra gỗ, mình để nấm cho thiệt là ráo. Và Nhi có đây là 15g ớt xanh và 2 củ hành hương và 3 tép tỏi. Thì bây giờ mình đi sắc hành hương và tép tỏi, mình băm cho nhuyễn nha. Và cái dầu mình chiên tàu hũ khi nãy á, còn mình bắt lên cho nóng, và sau đó Nhi thả nấm mình rửa để ráo, rồi mình thả vô Nhi chiên cho trong vòng 2 tới 3 phút thì mình vớt nấm ra. Và Nhi cho chảo lên trên bếp để mình đi khử tỏi hành đó, và Nhi cho vô 1,5 muỗng ăn canh, dầu ăn, dầu nóng. Nhi cho ớt xanh và hành hương băm, tỏi băm vào. Và Nhi cho vô đây là nửa muỗng cà phê, cái phần ớt khô xay mình phi đến khi nào phần ớt và tỏi nó đã vàng thơm đó. Nhi cho vô là 2 muỗng ăn canh xì dầu và 1,5 muỗng ăn canh đường cát. Và mình quậy cho cái đường cát đến khi nào nó tan xong á, thì cái phần tàu hũ hồi nãy mình chiên á, mình xắt miếng vừa ăn á, mình cho vào và mình tắt bếp. Sau đó mình trộn cái tàu hũ cho nó thấm đều hai mặt, và mình ướp trong vòng 5 phút. Và đã được 5 phút rồi thì Nhi bắt bếp lên, mình đi kho tàu hũ. Thì mình bắt lên đến khi nào nóng, mình thấy cái nước sốt hồi nãy mình ướp nó sôi trở lại á, thì Nhi cho vô đây là 1 cúp nước lạnh là 240ml nước. Mình nấu đến 2 phút, và tới khi cái nước nó sôi lên lại á, thì Nhi cho hết cái phần nấm hồi nãy mình chiên á, mình cho vào và mình nấu khoảng 3 tới 4 phút, và đến khi nào mình thấy cái nước nó sắc lại á, thì mình nêm nếm. Thì cái phần nêm nếm này là theo khẩu vị gia đình của mình ăn như thế nào thì nêm như vậy. Và nếu như các bạn thích cái tàu hũ kho mình có nước á, thì lúc này mình cho hành vô thì mình tắt bếp. Còn không á, thì mình kho đến khi nào cái tàu hũ mình nó thiệt là kẹo hết nước luôn. Thì cái phần hành lá mình cho vô, và sau đó Nhi cho tiêu lên trên, và sau đó mình tắt bếp nha. Đậu ở Việt Nam thì mình kho với nấm gơm ăn nó rất là ngon. Cái nấm oyster mình kho cũng ngon lắm đó các bạn. Cái nấm nó giòn dai, ăn rất là ngon. Tàu hũ thì thấm mềm. Nếu như các bạn yêu thích món tàu hũ kho nấm hào oyster này á, thì vào cùng làm cho cả nhà mình cùng ăn nha các bạn. Nếu thấy video của Nhi hay á, thì cho Nhi một like và một lượt chia sẻ nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.